Những bao bì bằng ni lông này có màu sắc rất bắt mắt. Bên ngoài in chữ nước ngoài kèm hình ảnh khiến bất cứ ai cũng nghĩ là một thứ gì đó có thể dùng cho trẻ em. Còn đây là chất bột được chứa bên trong. Chất bột có trong các cái gói ni lông này là chất ma túy, loại MDMA và ketamin. Đây là các cái chất ma túy tổng hợp có cái tác dụng gây nghiện, kích thích thần kinh trung ương, gây ảo giác và là mất cái khả năng tự chủ của con người. Nếu như mà dùng quá liều thì sẽ dẫn đến tử vong. Sau nhiều tháng lập kế hoạch đấu tranh, cuối tháng 3 vừa qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Nha Trang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Nghĩa, 24 tuổi, trú tỉnh Bình Phước, đang nhận gói hàng từ một nhà xe. Trong gói hàng này có 30 gói nhựa nhỏ màu tím, bên trong chứa chất bột nghi là ma túy. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định đó đều là ma túy tổng hợp. Đối tượng cũng móc nối với các đối tượng và ở những các quán bar vũ trường ở địa bàn thành phố Nha Trang để mà đưa loại ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh ra nơi Nha Trang tiêu thụ. Khi đối tượng ra đây thì thường thì sẽ thuê những khách sạn mini. Ở trong vòng vài ngày thì đối tượng sẽ thay đổi phòng ở để tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Nhìn bên ngoài, những gói ma túy này rất giống gói kẹo hay dầu gội đầu. Chúng rất dễ cất giấu và trà trộn khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra những cơ sở kinh doanh nhạy cảm. Theo cơ quan công an, ma túy nước dâu không mới. Tuy nhiên, hiện nay, bọn tội phạm ma túy ngụy trang trong những kiểu bao bì khác so với trước và liên tục thay đổi loại bao bì mới nhằm qua mắt lực lượng chức năng.